Tình thế của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hà Lan là rất trái ngược ở bảng E. Trong khi Việt Nam đã chính thức bị loại sau 2 trận thua trước Mỹ và Bồ Đào Nha, thì đại diện châu Âu đang rộng cửa vào vòng knockout khi giành được 4 điểm sau 2 trận đầu tiên. Trận đấu thứ 3 vòng bảng World Cup 2023 chỉ mang ý nghĩa thủ tục đối với Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ muốn có lời chia tay đẹp với giải đấu và mục tiêu là ghi được một bàn thắng. Khi được rũ bỏ áp lực về việc phải giành điểm, tâm lý thoải mái có thể sẽ giúp đại diện Đông Nam Á dễ thi đấu hơn và có thể làm nên điều bất ngờ. Đội tuyển nữ Hà Lan chắc chắn sẽ chơi tấn công ở trận đấu này và nếu có những đấu pháp hợp lý, Huỳnh Như và các đồng đội có thể ghi bàn. Sau hai lượt trận, cả Hà Lan và Mỹ đều có cùng 4 điểm và nhiều khả năng sẽ cùng nhau đi tiếp. Do đó nếu cả hai cùng chiến thắng ở lượt cuối, hiệu số sẽ là yếu tố quyết định ngôi đầu bảng. Khoảng cách chỉ số phụ giữa Mỹ và Hà Lan hiện tại là 2 bàn thắng, dương 3 so với dương 1. Ở lượt trận thứ 3, đội tuyển nữ Mỹ phải gặp một đối thủ không dễ chơi là Bồ Đào Nha, trong khi Hà Lan thi đấu với đội yếu nhất bảng là Việt Nam. Hiện tại cả Mỹ và Bồ Đào Nha đều đặt mục tiêu thắng trận để bước vào vòng knockout. Trong khi đó, Hà Lan đang nắm lợi thế bởi họ hoàn toàn có thể tạo ra một chiến thắng trước Việt Nam. Vì vậy, huấn luyện viên Andreas Jonker sẽ chỉ đạo chơi tấn công. Một chiến thắng đậm sẽ giúp Hà Lan giành ngôi nhất bảng và tranh đối thủ mạnh ở vòng 16 đội. Đội tuyển nữ Hà Lan cũng có lực lượng mạnh nhất. Đại diện châu Âu có các chân sút Katja Schnois, Liekke Mertens có tốc độ rất nhanh. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của họ ngoài hỗ trợ phòng ngự cực tốt, còn biết cách ghi bàn bất cứ lúc nào nếu có cơ hội. Đặc biệt là tiền vệ Chilroot, người ghi bàn trong trận đấu gặp đội tuyển Mỹ. Riêng hàng phòng ngự của Hà Lan là lá chắn thép ngay trước khung thành của thủ môn Domsla. Ngoài việc phòng ngự rất tốt, các hậu vệ Hà Lan còn là những tay săn bàn cự phách ở những tình huống cố định nhờ tận dụng chiều cao vượt trội của mình. Đây chính là điều khiến đội bóng do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt cần phải lưu tâm. Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể sẽ tung ra sân lực lượng mạnh nhất. Với đội hình vượt trội về đẳng cấp, Hà Lan chắc chắn sẽ dâng cao đội hình và dồn ép liên tục. Đại diện Đông Nam Á có thể tận dụng cơ hội này để triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8 tại sân vận động Forsyth Barr ở thành phố Dunedin, New Zealand.